tự do chắc chắn là phù hợp. Và giá cá này làm từ con cá dân ba kg, bởi vì rất là to, em nghĩ là sẽ vừa đủ có thành viên giòn da dày, chưa kể là đây bắp tô nhau tô như cái hồng đó, không bị hồng. Các bạn ơi, ốc Thanh Vân đã ăn được những mũi đầu tiên rồi. Ốc ơi, vị thế nào? Bận ăn được không? Bận thưởng thức. Nhưng mà hôm nay thì những miếng cá đầu tiên do Nguyên Khang gấp thì ốc thấy thế nào? Không biết là đồng đà như vị tình bạn. Hai đứa học chung lớp, à không, chung trường. Hai đứa học chung trường, đây là mẹ đã dạy Khang thanh nhạc nè, là cô giáo dạy nhạc của trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ngày xưa nè. Dạ, lâu lắm mới gặp lại cô giáo. Dạ. Vâng. Ngon mà. Dạ. Ngon đúng không cô? Dạ. Nghe đồn là cá này là phải lấy từ xa lắm. Xa lắm nha. Xa xôi lắm. Định quán Đồng Nai đem về đây mà được trên 3 kg. À, trên 3 kg, con nào con lấy to. Chút xíu vậy thôi đó, yeah. Chút xíu vậy mình đó là phải cá to đùng. Đây thôi tôi gấp cho bạn ăn lòng nè, rồi đó. Tao tự cá cũng rất là ngon nha, yeah. Không có bị mùi tanh. Dạ. Yeah. Nên lấy cho mẹ một ít lòng. Đây. Dạ. Mắm tôm mà pha vừa miệng rồi. Mắm tôm vừa miệng. Rồi á, phải cho thật là nhiều ớt vô. Trời ơi, chỉ ăn mắm tôm không á, cho thêm mắm tôm đây xong đây. Xong rồi á, cái miếng ba tử cá này là nó sẽ sực sực. Yeah. Sẽ sực nó giòn. Vậy tôi thấy là lên miếng mắm tôm cho bạn nha. Thêm miếng vui đi. Xong mình chấm một cái. Pha đi chứ sợ mặn á. Thêm một miếng chanh. Mình chấm một cái là tê tái nha. Chấm một cái là tê tái. Xong mình có thêm mùi của hành nè, của thì là nè. Yeah. Quyện với lại bún tươi. Quá trời. Rất là ngon. Rồi đây chúng là một phút review đích thực nè quý vị. Lên tới nóc luôn á. Bình thường mắt của to lắm, quý vị mà giờ cũng còn to hơn bình thường nữa. Thái khẩu. Dạ, thái khẩu. Cô thường cô có hay nấu làm món này ở nhà cho ốc ăn cô? Hồi ấy thì từ mấy năm nay cô không có làm. À. Thứ nhất là xa chợ. À. Nhưng mà mẹ vẫn làm nhiều cái món bún khác tại vì ốc là đạo bún. À, đạo bún. Hôm nay là đi với mẹ với lại em gái ở nhà thì rất là mê ăn bún. Em gái của này quá trời. Dạ. Kìa. Nhìn đâu vậy? Em gái bất cỡ. Mẹ con ăn. Dạ. Hôm nay còn có món cháo nữa nha, chút nữa mình thưởng thức món cháo. Dạ. Ốc ăn món chả cá xong rồi thì thân phận tôi tớ đi xin tiếp tục, là tại vì sao cái chả cá nước tương cho nên là khách đến đây rồi. Wow. Đó thì em ở đây phục vụ chị Nguyễn Hoàng. Ủa sao cười đúng mà, quá đúng mà, đúng không? Đúng rồi, ngày nha. Một tí. Các anh chỉ thấy được cái chị giới thiệu bạn bè đến đây ủng hộ em chị nha. Để em xây cái nhà hàng. Dạ anh. Mở biết rồi. Con coi lại tim mà cô. Dạ, bán hàng dễ sợ. Không bán gì trơn. Con nhẹ nhàng lắm. Ủa đi quay mà còn xe cái kim bóp nữa. Xe có cái sẵn đơn. Chút đơn. Nha. Lịch mà thấy nó không có dễ sợ. Nghệ sĩ mà kinh doanh có ốc kinh doanh giỏi và xuống hàng top của vị nghệ nữ nghệ sĩ đây ốc Thanh Vân. Bây giờ Khang cũng đang tập tành để học tập. Điều mà kinh doanh đồ ăn là rất là khó, phải có tâm, có tầm nữa. Nên là để làm một nhà hàng mà mọi người đến một lần là sẽ phải quay lại nhiều lần nữa. Rồi, cảm ơn em lấy chén mới cho anh. Quý vị thân mến, đây là nồi cháo một mình ốc Thanh Vân ăn hết nha quý vị. Còn đến đây thì còn có muỗng, lỡ mình đang đưa muỗng thì đi ốc. Bây giờ là lấy cái nồi này ăn thôi, chứ giờ cứ múc từng chén từng chén mất công quá. Đúng rồi, bây giờ lấy cái nồi ăn, bây giờ còn có hai muỗng, cái này anh ăn. Ở nhà là chắc là mẹ hay nấu cháo lắm rồi không? Hả? Sao vậy? Mẹ nấu cháo đúng không? Mẹ ăn cháo hôm nay cháo cá của Khang. Đi làm sao? Cực quá mà nó mệt quá. Rồi đây hôm nay tôi săn sóc. Hôm nay tôi săn sóc nha.
nha. Cho nó ấm bụng. Ấm bụng chưa? Ấm bụng chưa? Rồi, rồi. Nha. Cô ăn thử miếng chè có ngon không cô? Dạ. Chè bưởi. Gì vậy? Hồi nãy bảo không ăn chè mà. Thì thôi bà. Không ăn chè kêu chén thôi mà cô nói. Cô nói là thôi. Ngon mà. Ngon đúng không? Này, có muốn order thử tàu phớ hay chè bưởi không? Trời ơi, là tôi sẵn cháu. Tàu phớ kìa. Tàu phớ gái nè, thưa quý vị, em gái ha. Tàu phớ đi, tàu phớ không mặn. Thôi được rồi, mình quyết là xong cái chén cháo này thì mình sẽ chuyển sang tàu phớ đi. Tàu phớ nha. Tàu phớ nha. Rồi, cho anh một chén tàu phớ rồi. Để giữ quý vị hết cháo này nha, quý vị hết cháo cá này nha. Các bạn thân mến, để theo dõi những video clip thật hay, những câu chuyện hậu trường, những điều mà Khang sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn, đừng quên nhấn subscribe trên kênh YouTube Nguyên Khang và fanpage của Khang nha. Cả hai cái kênh này đều có tên là MC Nguyên Khang.